Hello, Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Mới nhất trong ngày hôm nay em vừa lấy về mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2008, một chiếc xe bản 1.5 thương hiệu Hàn Quốc. Thì sau đây em mời các bác cùng em xem tổng thể chiếc xe này. Thứ nhất, tao nhìn vào biển số của con này mang biển kiểm soát 29A31380, biển số của Hà Nội. Đó. Con xe này em vừa lấy về nên là đây này em quay luôn cho các bác cùng xem. Con xe này được phủ màu sơn màu trắng rất là đẹp, trắng nhũ ngọc trinh. Rồi, mời các bác đi một vòng xe, sau đó em sẽ quay nội thất và máy móc. Con xe này rất là đẹp, màu trắng này, rất là sạch, nhìn rất là sáng sủa. Form dáng rất đẹp các bác nhé. Em vừa đi về nên là chưa rửa ráy gì, chỉ phụt ít nước qua loa để quay cho các bác luôn. Sau đây em mời các bác xem nội thất của chiếc xe. Đây là nội thất của chiếc xe, con này khá là đẹp. Cái da nhũ các bác rất là đẹp. Đó. Ở trên đằng sau là lỉ nguyên nhá. Đó, kia cái tắp ly cửa kia. Đó, ghế chiếc rất là sạch sẽ và đẹp. Cái ghế và nội thất con này thì không chê vào đâu được. Rất là sạch đẹp luôn. Đó. Chung là rất là ok. Em tiếp tục quay thất bên này của chiếc xe. Đây, ghế em lót ấy đây. Đây, ghế rất sạch sẽ luôn. Đây, qua ghế em trước đây. Đây, còn nguyên hãng Gencha luôn đấy các bác nhé. Đấy, giờ có xem ghế sau này. Rất là sạch sẽ và rộng rãi, đẹp. Quá chất luôn, con này cái máy rất là chất các bạn. Đây, các bác xem được cái phần tablo này. Đó, tablo cửa. Thì dòng Gencha giờ rất được nhiều người ưa chuộng, tại vì sao là giá rất là bình dân. Thứ hai là giá dáng nó rất là đẹp, form dáng rất là thể thao và lịch sự. Hơn 100 triệu thôi mình đã sở hữu ngay một chiếc ô tô để đi chơi Tết hoặc là đưa gia đình đi chơi đâu đó, ok. Giá cả bình dân. Gencha các bác nhìn form dáng rất là đẹp luôn. Mà đồ đạc phụ tùng của nó là rất là nhiều, rất là dễ thay. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít là cùng, trên 100 cây cả điều hòa. Rồi sau đây mời bác xem cái cốp đằng sau để đồ của chiếc xe. Đây, cái cốp để đồ sau chiếc xe rất là rộng rãi các bác nhé. Rất là rộng rãi và sạch sẽ. Nói chung là mình về mình dọn ráy, rửa dọn này sạch sẽ. Đây các bác xem, cứng đét luôn. Toàn bộ là cứng đét luôn, vòng quanh là cứng đét luôn các bác nhé. Đó. Em xem lại, đây là bộ xe Daewoo Gencha sản xuất 2008 các bác nhé. Rồi em sẽ lổ máy các bác xem, đấy máy đã lổ. Ok. Mời bác xem máy động cơ. Máy móc con này khỏi phải nghĩ luôn, rất là chất. Không ai có thể chơi được máy con này con nhé. Máy lổ quá là êm luôn, rất là chất, không một tí rung nào cả. Đó. Mời bác xem, máy lổ quá là chất. Êm ru. Nói chung là em chuyên về Gencha nhiều nên là em cứ kiểm tra những cái Gencha nào thật là chất em mới lấy. Đó. Mình thì chuyên về cái dòng xe nào rồi thì là có nghĩa là mình cũng phải biết nhiều về nó phải không ạ? Đó. Đập các vô xuống thì máy vẫn nổ ngon lành luôn. Đó. Nổ rất là êm. Em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác nào ở trong miền Nam và ở đâu xa xôi có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em đó. Các bác thấy hay hãy nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những video mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Địa chỉ của em ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nên là các bác nào ở xa, ở trong miền Nam hay ở đâu cũng không phải lo, tại vì một em chuyển xe toàn quốc các bác nhé. Dạ vâng, một lần nữa em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau.